Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm trước thì mình có hướng dẫn với các bạn cái dự án con GRBE iDrop Round 2 nhé các bạn nhé. Thì chia sẻ khoảng 300.000 GRBE. Thì hôm nay thì nó đã cho claim rồi mọi người nhé. Bạn nào mà trúng cái vé của cái con này thì mọi người vào claim cho mình nhé. Đầu tiên là các bạn ấn vào link bên dưới video phần mô tả là phần hiển thị thêm nhé. Các bạn ấn vào đây. Sau đấy thì các bạn ấn vào connect đến cái ví của mình nhé. Ví MetaMask mạng BSC mọi người nhé. Đấy. Đây. Ôi hết pin rồi, các bạn chờ mình ít nhé. Cắm cái pin đã nào. Không sập luôn rồi. Hôm nay dùng nhiều quá. Đấy, mọi người connect đến ví BSC của mình nhé, MetaMask đấy. Rồi sau đấy chọn cho mình cái mạng BNB, BSC. Sau đấy mọi người ấn vào đây này. Cái sale này thì mình không có rồi nhá. Đây. Cái private sale thì mình cũng không tham gia này. Airdrop round 1 thì mình cũng không tham gia này. Chỉ có mỗi round 2 này là mình tham gia thôi. Các bạn mà ấn vào đây mà hết mà nó connect đến ví rồi mà ấn vào đây mà thấy cái nó ghi là chúc mừng này. Bạn đã airdrop round 2 này thì claim của nó là từ đến ngày 24 tháng 10 nhá. Nếu các bạn không claim là nó sẽ bị mất đấy nhá. Nó sẽ dành 300.000 cho 1.000 winner nhé. Tức là những cái bạn nào trúng thì nó mới nhận được nhé. Còn những cái bạn nào mà connect ví làm theo mình này, connect ví mà vào đây mà không thấy có nhé thì nó sẽ ghi là no nhé. Đấy thì các bạn sẽ không được nhận được. Ví dụ như thế này này. Chắc là bên này mình không làm. Mình thử dán thêm có không nhé. À, mình phải đổi cái mạng BNB đã. Rồi, chúng ta connect này. Đấy, vào đây thì các bạn ấn vào đây này, đây này, đây này. Đây này, đấy, như thế này là mình cũng không không tham gia này. Đấy, mình tham gia có một ACC thôi. Đấy. Thì chúng ta sẽ ấn vào claim nhé. Mình cũng không biết là nó cho bao nhiêu nữa. Chúng ta sẽ ấn vào code phim. Hình như là 300 mọi người ạ. 1.000, đúng rồi, 30.000 mà. 300.000 mà. Mất một ít phí này mọi người nhé. 300.000 thì mỗi người 300 nhé các bạn nhé. Thì cái dự án này mình sẽ list ở trên sàn PancakeSwap, mình thử xem nhé. Chờ một ít nữa này. Vì chúng ta vào đây check thử nhé. Giá cả của nó như thế nào nào. Mọi người check vào phần đây là mình sẽ thấy cái coin mà mình đã claim về ấy. Đây nha. Mọi người ấn vào đây. Copy lại contract này. Mà đây check giá. Con này đang có giá là 0,083 đô la một đồng. Tức là khoảng 24 đô la phải không mọi người? Ôi rồi, xả kinh quá này. Xả đỏ hết lên rồi. Ôi rồi, nó đang ở trên 0,1 này mà nó tụt này. Xả không thương tiếc luôn. Đây. Trời ơi, mọi người vào trong sàn PancakeSwap nha. Bên này thì tắt đi thôi, claim xong rồi. Copy để contract này. Vào đây. Bán thôi. Trade. Dán contract vào đây. Mạng yếu quá. Đây, import. Đây, chúng ta sẽ thấy thử chuyển sang BUSD nhé. Được 25 đô mọi người nhé. Đấy, coi như là 1.000 người. À, mỗi bạn sẽ nhận được 25 đô nhé. Ok, như thế là mình đã thông báo cho các bạn cái dự án con GRBE đã trả nhé. 1.000 bạn may mắn nhất thì các bạn check ví cho mình nhé. Claim sau đấy vào trong sàn PancakeSwap để bán nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Chúc mừng các bạn một lần nữa. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.